Bảo Điền Bố Sẵn mến chào cô chú chị mình ha. Trước giờ em Điền thường quay video thì có giới thiệu nói về cái vấn đề là cách trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là trung tâm thị trấn Phước Bổ anh chị. Thì đây anh chị ha, hiện tại nay em Điền đang đứng ở đây là đứng ngay trung tâm huyện luôn ha, trung tâm hành chính của huyện và cũng như là trung tâm hành chính của thị trấn Phước Bổ anh chị ha. Trước mặt đây mình đây là trường học các cấp nè và các cái văn phòng và ủy ban huyện này kia là tập trung ở đây hết anh chị ha. Nói chung là bám theo cái mặt tiền đường quốc lộ 55 này anh chị. Hướng trước mặt đường quay này thì đi chút xíu là mình sẽ gặp ngay công viên bờ hồ cũng như là quảng trường Bà Tô anh chị ha. Ở đó thì một cửa này kia cũng nằm đó luôn anh chị. Và cũng đối diện cái công viên hồ Bà Tô đó là chợ Bà Tô anh chị ha. Còn bên này thì công an rồi phòng y tế vân vân, nói chung là đây trung tâm hành chính ha, có mọi mặt luôn anh chị ha. Chi cục thuế này kia đó vân vân, nói chung là ở đây đầy đủ. Thì nay em Điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán ha, nằm kế bên cái trung tâm hành chính này luôn anh chị. Một mảnh đất vườn nha, gần 500m² và đang có sẵn là 120m thổ cư rồi anh chị. Mặt tiền đường hoang việt anh chị, thì mình có thể vừa kinh doanh vừa ở cũng được ha, vừa làm cà phê nhà vườn cũng được anh chị. Có diện tích là 12/40, có sẵn là 120 thổ cư, đặc biệt nữa là trên bất động sản mình là có nhà luôn nhỉ ha. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền. Bất động sản mình cách cái quốc lộ 55 này khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Đây thì em Điền đang ở đây là ngay chỗ trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc anh chị ha, bệnh viện huyện Xuyên Mộc ha. Và đối diện mình sẽ có đường ha, đường có tên là đường Tôn Thất Tùng anh chị. Đó, đối diện bệnh viện huyện Xuyên Mộc mình chạy thẳng vào ha. Thì chạy vào mình gặp cái ngã tư đầu tiên mình rẽ phải luôn anh chị ha. Giao với lại đường Hoàng Việt anh chị. Thì trên cung đường này dường như là tập trung tập kết những cái quán ăn sáng này, quán cà phê này, vân vân, nói chung là kinh doanh mua bán ở đây rất là nhiều ha. Đây anh chị, qua cái quán cà phê này mình sẽ rẽ phải nè anh chị ha. Đây, nhà tư này đó, dân cư rất là đông luôn, và ở đây là có trung tâm dạy tiếng Anh nè anh chị ha. Đó, rẽ vào hướng này anh chị nha. Nói chung là cái khu vực nằm trong này thì rất là an ninh anh chị ha. Rồi em Điền đã có mặt tại vị trí bất sản của mình rồi anh chị. Hồi nãy em đi vào từ đây vào anh chị ha. Nói chung là quốc lộ 55 vào thì cũng rất là gần anh chị. Lại cái khu vực này thì đặc biệt là nhà dân ở đây đa số là nhà làm cơ quan cán bộ rất là nhiều anh chị ha. Nên là về việc mà an ninh này kia nó rất là trật tự luôn, và dân cư rất là có văn minh luôn anh chị ha, văn hóa. Đó. Mặt tiền đường này là mặt tiền đường Hoàng Việt anh chị nhé. Đây. Còn hướng này mình sẽ đi chút xíu gặp ngã tư ha, cũng nói chung là cũng thông ra lại tỉnh lộ 39 được ha. Tới ngã tư này mình rẽ bên tay phải này chút xíu thôi, mình đi khoảng vài chục mét thôi là mình đụng ngay tỉnh lộ 39 và cũng như gặp ngay cái trung tâm thương mại ha, chợ đêm rồi anh chị ha. Rất là gần luôn. Đó. Và bước sang mình đây anh chị ha. Đây. Từ cái ranh này ha, đi qua đây là 12m. Trên bức sản mình thì đã có sẵn nhà luôn anh chị. Nói chung là một cạnh thì sâu hơn 40 chút xíu, và một cạnh là sâu có 36 thôi anh chị ha. Bên cạnh này là sâu 36 thôi. Nói chung là bức sản mình thì hiện tại đang là có hai sổ riêng luôn anh chị ha. Đức mình thì vuông vức, mặt tiền sáu 12m và hậu cũng là 12m anh chị ha. Trên bất động sản mình thì có sẵn nhà luôn anh chị ha. Nói chung là nhà thì cũng không có giá trị nhiều ha, nhưng mà vẫn được anh chị, vẫn ổn ha. Mình sửa sang vẫn ở vô tư anh chị. Nói chung là mình tiết kiệm chi phí thì mình có thể là sửa sang lại cái nhà ở vẫn được. Còn mà mình muốn chỉnh chu hơn, mình muốn theo cái ý của mình á, thì mình có thể là mình đập cái nhà này đi, mình sẽ xây theo cái ý muốn của mình ha. Bất động sản mình thì có nhược điểm cái là đất hơi thấp chút xíu thôi ha, thấp so với đường một chút xíu thôi. Nó lui sau tới kia ha, nói chung là sâu khoảng 40 lần, cỏ hơi rậm. Còn lại là đất trống hết anh chị ha. Hiện tại trên bất động sản mình thì đang có chiến rồi,
Nước máy, về vấn đề điện nước máy thì có đầy đủ anh chị ha. Đó. Nhà cũng còn tốt anh chị ha. Nói chung là sửa sang lại thì vẫn ở được bình thường. Đó. Cũng nhà cũng kiên cố đó anh chị. Đó. Nói chung là nếu mà cô chú chị mình mua đầu tư á, thì vẫn còn đầu tư rất là tốt anh chị ha. Tổng bất động sản mình thì đang kêu bán là chỉ có là 3 tỷ 8 thôi ha. Nếu mà cô chú chị nào mà muốn mua riêng một lô vẫn chủ vẫn bán luôn chị ha. Tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn một chút xíu so với lại bán tổng hai lô ha. Bất sản mình đang có hướng là hướng Bắc anh chị ha. Hướng Tây Bắc anh chị. Khu vực này thì khí hậu cũng rất là mát anh chị. Khu trung tâm gần 500 mét vuông, giá bán chỉ có 3 tỷ 8 thôi. Nói chung là vị trí này thì mình ra biển Hồ Tràm cũng gần khoảng đó là 7-8 cây thôi anh chị, cũng rất là gần. Đằng sau thì chợ đêm rồi, ở ngoài đi ra chút xíu đây thì mình gặp ngay bệnh viện huyện rồi. Đi qua nữa thì mình sẽ gặp trung tâm hành chính ở chợ đò vân vân. Tiện ích tiện nghi thì xung quanh đầy đủ anh chị ha. Và cái chấm đỏ đỏ này là cái vị trí bất động sản của mình anh chị ha. Đó, mặt tiền đường Hoàng Việt ha, có tên đường Hoàng Việt này. Đó, đi ra trung tâm rất là gần anh chị. Nè, nằm sát bên trung tâm hành chính này. Đó. Đây. Đây anh chị ha. Đây là khu vực thị trấn anh chị, trung tâm này, ngay đây là Hồ Bà Tô ha. Công viên Hồ Bà Tô này và trường học các cấp này và Ủy ban nhân dân huyện này, trung tâm hành chính nằm đây ha. Đó, nguyên cái này luôn. Ok, có cả sân vận động luôn này. Đó. Còn bên này là trung tâm y tế ha, hay là bệnh viện huyện Xuyên Mộc đó chị. Đây, ngay vòng xoay đây ha. Và bên này là trung tâm thương mại này. Đó. Nằm ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ luôn ha. Một cái diện tích đất vườn gần 500 mét vuông. Nói chung là mình có thể làm vườn, nhà vườn được anh chị. Một cái đất vườn ha. Ở nằm giữa lòng trung tâm. Đó, ngang 12, sâu khoảng là hơn 40 anh chị, có sẵn là 160 thổ cư anh chị, xin lỗi anh chị, 120 thổ cư. Đó, tha hồ xây dựng luôn anh chị ha, 120 thổ cư tại đất ở đô thị. Đó, tỉnh lộ 329 là đường thông thương ha. Đó, đây là đường đối diện bệnh viện đi vào này, đó, rẽ trái vào là đường Hoàng Việt nữa ha. Đó, và ngay ngã tư đây mình thông ra lại được ngay chợ đêm này, ở trung tâm trung tâm thương mại ha. Đó. Đó, vị trí trung tâm anh chị, giá đang ngợp anh chị nha. Đó. Xuống biển thì khoảng đâu đó là 7 cây số ha, 7 cây số đó, rất là gần đó, biển này. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị ha. Mình đi cao tốc đó, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đó, thì mình về chắc khoảng 1 tiếng rưỡi. Sân bay Long Thành mà mình phát triển nữa thì sân bay Long Thành mà làm xong nữa thì khu vực dưới này phát triển nữa anh chị ha. Rất là tiềm năng, rất tốt, mặt tiền đường có thể vừa kinh doanh vừa ở được anh chị ha. Rồi, em Điền cũng xin được kết thúc video clip tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của mình. Xin chào.